Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại cửa hàng xe Bán Minh Trung. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 303 305 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Hôm nay thì cửa hàng tiếp tục về một chiếc xe Future Neo đời 2008, Neo FI nha các bạn, bánh câm và thắng đĩa. Và xe này còn nguyên zin, nguyên bản luôn, mọi thứ tất cả còn theo xe hết nha các bạn. Thậm chí là tới cái gù này, cái tay nắm này là chưa thay luôn nè, còn để luôn nha. Vỏ còn một cặp, kiếm một cặp, chìa khóa một cặp luôn, còn theo xe hết. Cái cản sau này là chưa sơn luôn nè các bạn. Đó, chưa sơn luôn nha. Bánh câm thắng đĩa, các bạn nhìn kỹ câm đĩa nè, còn sáng giới luôn. Và giá xe sẽ là 70 triệu đó các bạn. Đây, đời 2008 nha. Đeo đồ xem nhiều nha. 16.178 cây số. Chỗ còn theo xe mà. Đây, chìa khóa các bạn nhìn nè, công tắc nè. Còn đẹp luôn đó các bạn. Cái này còn nha. Đây. Công tắc nè. Bao tay nè. Sau này những clip mình đăng á, mình sẽ để ngày trên clip hết các bạn. Để ngày hết luôn nha. Còn trong clip mình sẽ không tiện nói ngày, vì có khi bữa nay mình quay rồi ngày mai hoặc ngày mốt mình mới đăng, thì nếu mà nói ngày thì nó bị chênh lệch ngày mất công các bạn lại mắng vốn mình nữa. Cho nên là clip khi mình đăng á, mình sẽ để ngày hết trên clip để các bạn tiện theo dõi nha. Các bạn nhìn nè, thuộc nè, thuộc theo xe nha. Nè, 2008 đó các bạn ha, cái đát đó các bạn, thuộc nè, vỏ 2008 luôn nè. Nói chung là vỏ này nó hơi xấu rồi. Đó, 2008 ha, 14-2008 đó các bạn. Vỏ còn một cặp luôn nha. Để còn dày cui nè. Rồi, câm còn vàng, ánh vàng nè các bạn. Ghê không? Động cơ đây, cái đầu bò ha, cái đầu nguyên láp đó các bạn. Số máy là đầu số 20 nha. Đó. Chân chống bên, chân chống đứng như là còn nguyên hết. Các bạn nhìn nè. Không sơn gì hết nha. Gác chân nè. Bằng số nè ha. Còn gắn luôn cái cần bảo vệ ở đây nữa nè. Áo thì có chày chóc những chỗ này nhỏ nhỏ thôi, không nhiều ha. Áo này là có như là có dán keo các bạn. Áo có dán keo á, có dán keo nè, dán keo nguyên chiếc. Các chân sau còn theo xe nè, cao su nó bị chai rồi. Đời 2008 nha các bạn. Đây, đát vỏ sau 4208 à. Cái đùm nè, trời ơi, sáng trưng luôn các bạn, câm còn sáng luôn nè, câm chiếu luôn á, mà thấy không?
công là chiếu luôn á. Quá dữ luôn. Cản sao nè. Có chày thôi, chắc thôi nhưng mà chưa có sơn nha. Yên nè. Cái này là do mình ngồi nó có ngắn đó các bạn. Yên theo xe nha. Chỉ mới bấm chì mới thôi, bấm chì mới thôi, còn lại yên theo xe đó các bạn. Dây là chưa thay luôn nha. Đó. Máy ốc này còn sáng luôn nè các bạn. Đây ha. Đây nè. Bình xăng đẹp tuyệt vời luôn ha. Ồ có sườn nè. Đẹp không? Sườn đẹp quá trời đẹp luôn ha. Thằng bô là cái nắp này chắc có thay mới nè. Tại vì nó quá mới. Đồ nắp đùm nữa các bạn. Mình không nghĩ là nó còn được vậy luôn á. Nè. Mình nhìn kỹ nha. Bạn thấy không? Câm là chiếu luôn nha. Ôi. Còn góc là miễn bàn luôn. Các bạn nhìn góc nè. Ồ con này nó chưa chóc luôn đó các bạn. Còn quá dữ luôn. Cái sườn như này nè. Sườn là còn đen luôn nha. Các chân nè. Chai rồi. Tuyệt đẹp luôn. Đây các chân có gắn bảo vệ nè. Thường mấy cái này mày mở này ra thì ở dưới nó còn bén lắm. Nè. Cái chân trước thì nó hơi xuống nhiều. Đó. Quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đổ máy nha. Chìa khóa một cặp nè các bạn. Nè, coi nhìn ổ khóa còn mới luôn nè. Thấy không? Đó, bơm xăng này ha. Giá là 70 triệu, Odo 16.000 cây số ha. Vỏ còn một cặp nha các bạn. Ốp ta là chưa thay luôn nha. Rồi, cái máy là miễn bàn rồi. Quá dữ cái máy rồi các bạn ơi. Thì như thường lệ mình cho các bạn nghe tiếng B. Tiếng bô cho nó phê chút ha. Nghe tiếng bô cho nó phê chút xíu. Rồi mới nghe tiếng lái nha. Nghe tiếng chuyện phùng các bạn. Chạch đó các bạn. Chạch luôn ha. Thường á, tại mình chiều các bạn thôi. Chơi mít gần máy thế này á, là nghe tiếng máy lúc nào nó cũng bị. Nó bị gào, bị xào dữ lắm. Mít mà coi yêu cầu thôi. Chứ còn nghe bằng tai thường á, là cực kỳ êm. Êm và chắc luôn các bạn. Cái máy 2.8 này quá chắc. Đó. Đẹp ở đó luôn rồi ha. Các bạn xem và cho thêm ý kiến đánh giá là xe này như thế nào. Chứ mình là mình thấy xe này quá dữ rồi đó các bạn. Cần số nè. Cần thắng chứ lộn. Đó, cái máy ở dưới còn đẹp lắm nha. Đây đứng từ xa cho các bạn ngắm xe ha. Đẹp không?
riết rồi mình nghiện tiếng máy này luôn các bạn. Nghiện luôn á, nghe nó đã quá. Rồi, mình sẽ tắt máy nha, tắt đèn, tắt máy luôn. Đó, giá là 70 triệu đây. Bạn nào muốn mua xe thì mình cứ thương lượng với cửa hàng qua số điện thoại là 0949 147167, mình sẽ gặp anh Trung để mình thương lượng giá. Rồi, thương lượng được giá rồi, mình đến cửa hàng mình soi xe, xem xe. Đó, thương lượng giá tiếp tục. Cửa hàng có bán trả góp luôn nha các bạn, góp qua bên ngân hàng luôn. Đây là chiếc Negrita nè, cũng có clip rồi, Negrita 207 nha. Quay 99, siêu keng, siêu đẹp. Đó. Cửa hàng còn về thêm một chiếc Sachia cũng như là AB nè, mà mình chưa có thời gian mình quay. Bây giờ mình sẽ kết thúc video luôn nha. Xin chào các bạn.